Hồi hướng Bát Nhã Tâm Kinh, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệt phục như thị. Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô minh, diệt vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tác đoả y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hụt khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật, y bát nhã ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư, cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Vạn nhất thiết nghiệp chướng căn bản, đắc sanh tịnh độ đà la ni. Nam mô A Di Đà bà dạ, đa tha già đa dạ, đa địa dạ tha, A Di Rỉ đô bà tỳ, A Di Rỉ đa, tất đam bà tỳ, A Di Rỉ đa, tỳ ca lan đế, A Di Rỉ đa, tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. Nam mô A Di Đà bà dạ, đa tha già đa dạ, đa địa dạ tha, A Di Rỉ đô bà tỳ, A Di Rỉ đa, tất đam bà tỳ, A Di Rỉ đa tỳ ca lan đế, A Di Rỉ đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. Nam mô A Di Đà bà dạ, đa tha dạ, đa địa dạ tha, A Di Rỉ đô bà tỳ, A Di Rỉ đa tất đam bà tỳ, A Di Rỉ đa tỳ ca lan đế, A Di Rỉ đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. Tán thán Phật A Di Đà. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trần danh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệm vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng biển ngạn. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Sám thập phương. Thập phương tam thế Phật, A Di Đà đệ nhất, cửu phẩm độ chúng sanh, oai đức vô cùng cực, ngã kim đại quy y, sám hối tam nghiệp tội, phàm hữu chư phước thiện, chí tâm dụng hồi hướng, nguyện đồng niệm Phật nhân, cảm ứng tùy thời hiện, lâm chung tây phương cảnh, phân minh tại một tiền, kiến văn giai tinh tấn, đồng sanh cực lạc quốc, kiến Phật liễu sanh tử, như Phật độ nhất thiết, vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu, thệ nguyện độ chúng sanh, tổng giai thành Phật đạo, hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng,
tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Sám Phổ Hiền. Đệ tử chúng đẳng tùy thuận tu tập Phổ Hiền Bồ Tát thập chủng đại nguyện, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Hồi hướng công đức. Hôm nay là ngày. Con tên là. Tuổi. Pháp danh. Nguyện đem công đức này hồi hướng về Tây Phương Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, hồi hướng cho thập phương pháp giới hữu tình, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, cầu cho thế giới hòa bình, tất cả chúng sanh đều được độ thoát, cầu cho thế giới bình an, tất cả nơi nơi đều thái bình an lạc. Hồi hướng cho lịch đại kiếp số, oan thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con, oan gia trái chủ trên thân của con, oan gia trái chủ đời này kiếp này của con, tất cả chúng sanh đã bị con não loạn vì bất cứ lý do gì. Hồi hướng cho tất cả sinh linh đã bị con và vì con mà bị giết hại để ăn thịt, hoặc để vui chơi, hoặc vô tình, hoặc cố ý, hưởng được phần lợi lạc. Xin xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng nghiệp vãng sanh, đồng sanh cực lạc. Hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào cũng đều được cảm ứng, phát lòng niệm Phật và đều được siêu sanh. Hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền đời này được vãng sanh tịnh độ. Hồi hướng cho tất cả chồng, vợ, con, anh chị em, cậu dì chú bác, con cháu thân thuộc hai bên đại gia đình vợ chồng chúng con, tất cả những người thân thương hữu duyên với con, mọi người đều sớm có cơ hội tự mình tiếp cận, lĩnh hội, phát khởi tín hạnh nguyện, giác ngộ, thực hành và tự mình bước ra khỏi khổ đau, bệnh tật, phiền não, trần lao, nghiệp chướng, tự mình giải thoát và giải thoát thực sự. Hồi hướng cho tất cả chúng sanh hữu duyên hay không hữu duyên với con, sau cùng đều được vãng sanh cực lạc quốc. Con xin gửi niệm lành và tình yêu thương đến cho chính bản thân mình, xin cho tâm con an, lòng con bình yên, cơ thể con khỏe mạnh. Xin cho con mỗi ngày một kiên định đi trên con đường sáng mà chúng con đã nhìn ra. Mỗi ngày trôi qua, nghiệp chướng trần lao, phiền não sẽ ngày càng buông xuống được. Đồng thời cho con mắt trí huệ của con càng ngày càng sáng, giúp cho chúng con nhìn rõ chân tướng của vạn vật. Xin cho con luôn đi vững chắc trên con đường tiến hóa dài về phía trước mà không bị gián đoạn hay thối lui. Tụng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vãng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội tướng bất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, cụ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo. Từ thân, khẩu, ý, xin được chân thành biết ơn sự cộng hưởng năng lượng của tất cả những ai có mặt trong thời kinh đầy lợi lạc ngày hôm nay, và cũng xin được biết ơn tất cả chúng sinh hữu hình hay vô hình đã trợ duyên và cộng hưởng duyên lành cùng với con. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phục nguyện. A-di-đà Phật, thường lai hộ trì, linh ngã thiệt căn, hiện tiền tăng tấn, bất thất tịnh nhân, lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, thị thính phân minh, diện phục Di Đà, giữ chư thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngã, nhất sát na khoảnh, sanh tại Phật tỳ, cụ Bồ Tát đạo, quảng độ chúng sanh, đồng thành chủng trí. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nhất Thiết Hiền Thánh Chúng, Chư Thượng, Thiện Nhân.
Tam tự quy y. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.